Xin chào quý khách hàng của nhà VTV. Cũng sắp tới Noel rồi đúng không ạ? Bên cạnh các cái tông màu đỏ đang được rất là nhiều chị em nhà mình lựa chọn thì các chị nhà mình ơi, hãy lựa chọn ngay thêm một em đầm có cái tông màu hồng ruốc giống như em Nhung đang mặc nha. Nó sẽ giúp cho các chị nhà mình trông gọi là dịu dàng hơn, nữ tính hơn rất là nhiều ạ. Và mẫu đầm em Nhung đang mặc có mã số sản phẩm là TTV546 và hiện tại mẫu này đang được bán tại cửa hàng với giá là 455.000. Chị nào nhà mình đang theo dõi bài viết này thì nhớ là chia sẻ giúp em để mình có thể nhận được ưu đãi giảm giá 20.000 và miễn luôn cả phí giao hàng nếu như mà các chị nhà mình ở xa nha. Mẫu đầm này thì bên em sẽ thiết kế cho các chị ở trên một cái form đầm xòe, hai túi hai bên nè, và cái phần cổ của nó sẽ là một cái điểm nhấn cho mẫu đầm TTV546 mà em Nhung đang mặc. Mẫu này hiện tại bên nhà em á là có đủ size cho các chị từ 45 cân đến size 75 cân, tức là từ size S cho tới size 3XL nha. Có thể ghé liền ba cửa hàng của nhà em tại địa chỉ là 1192 Quang Trung, phường 8, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, 439 Lũy Bán Bích, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, và 22 Phú Lợi, Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để có thể rinh em đầm này về nhà. Và các chị ơi, thì từ ngày 23 tháng 12 cho tới hết ngày 27 tháng 12, TTV sẽ diễn ra một chương trình tri ân cho các chị đã mua hàng bên nhà TTV. Một cái chương trình rất là hấp dẫn đó là sẽ giảm giá tất cả các mẫu mã sản phẩm tại shop, và giá giảm chỉ từ 195.000 và 295.000. Bên cạnh đó sẽ có rất là nhiều những mẫu đầm mới chưa cho ra mắt bao giờ sẽ được giảm giá 20% và 30% tại ba cửa hàng của nhà TTV nha. Bên cạnh những cái chương trình giảm giá 195 như vậy thì khi các chị nhà mình đến với TTV và mình mua hàng với hóa đơn trên 490.000 sẽ quay được một cái vòng quay may mắn và nhận ngay những cái phần quà của nhà TTV với ví dụ như là một cái hoa cài nè, dây chuyền nè, hoặc là những phiếu giảm giá 20.000 hoặc là 50.000 các chị em nha. Hãy tranh thủ thời gian, sắp xếp thời gian và rủ bạn bè của mình ghé liền ba chi nhánh của nhà em nha. Cảm ơn tất cả các chị đã xem hết video này của nhà TTV. Và các chị ơi, hãy nhớ nhấn vào nút đăng ký để có thể nhận được thật là nhiều thông báo của nhà em. Và nếu như mà chị em nào nhà mình ưng ý sản phẩm của nhà TTV, hãy để lại cho em xin mã sản phẩm cộng màu và thêm giùm em số điện thoại. Các bạn chuyên viên bên nhà em sẽ liên hệ lại tư vấn và chốt đơn hàng cho